kính chào quý vị. Đây là ngã ba đường 3 tháng 2 với đường Nguyễn Hồng Lộc. Thuộc quận 10. Quận 4 này. Chiều Sài Gòn ngày 7 tháng 6 này, trời 7. Trời đang chuyển mưa quý vị. Tranh thủ còn quay được quay. Trước thì thấy cái thủy đài là cái bồn nước xưa tới giờ còn cái gì. Nãy giờ thấy hai bà bầu đi trên đường cái gì, ôm cái bụng nặng nề tội nghiệp á, làm đàn ông sướng đó vậy ha. Đây là quẹo qua đường Cư Xá Đồng Tiến nè. Khi mưa xuống chuyển nó vậy, nhiệt độ nó giảm liền, bây giờ khoảng 29 độ, mát mát. Thiên Nam cái gì à. Rồi quẹo qua đây là Cư Xá Lữ Giang. Thank you.
tính hiệp sức và rước lễ làm đầu. Mời tất cả các em thiếu nhi xưng tội và xin sức các em vào trong.